Bốn con giáp số đỏ như son, sau rằm tháng giêng chúng lớn phát tài, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Thưa quý vị, ai sinh ra cũng cầu mong cho mình có được số mệnh như ý, công việc thuận lợi, gia đạo ấm no. Họ cũng mưu cầu hạnh phúc, họ ao ước có một cuộc sống dư giả, tiền tài phủ phê, sống trong nhung lụa, nhà rộng xe sang. Nhưng cuộc đời không như là mơ, có những người phải sống trong khổ cực túng thiếu, khó khăn trăm bề. Số họ khổ từ trong trứng nước khổ ra, sinh sống ở đáy của xã hội, chưa kịp làm gì đã phải gánh cả đống nợ, trả mãi không hết. Đã vậy ra xã hội còn bị lừa lọc, bóc lột, hãm hại, gia đình thì bần hàn, cái vá, ly tán, con cái lại sa ngã hư hỏng. Tuy nhiên, tin mới nhất từ bậc thầy tiên tri trên thế giới cho rằng, trong số 12 con giáp có 4 tuổi này, được các tinh chiếu sỏi sau rằm tháng giêng, quý nhân nâng đỡ đem đến nhiều cơ hội, sự nghiệp phất mạnh như diều gặp gió, kéo theo tài vận dồi dào, tiền bạc chật cát, đủ để sống thoải mái và dư giả. Để biết được vận trình cụ thể của 4 con giáp may mắn này, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải ngay sau đây. Xin chúc mừng tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất sau rằm tháng giêng. Những người tuổi Hợi thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi đó là một trong những lựa chọn tốt nhất. Sau rằm tháng giêng, người tuổi Hợi có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càng vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này và vận may của bạn sẽ tăng vọt. Các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào. Người tuổi Hợi thường cứng rắn và luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh mình. Họ là những người rất kiên nhẫn và tốt tính. Niềm đam mê của người tuổi Hợi là những món ăn ngon và thức uống hấp dẫn. Họ là người khoan thai và thoải mái, không cấp bách. Người tuổi Hợi có niềm đam mê và rất mạnh mẽ khi về già. Họ là những người phóng thoáng, không soi mói và không có thói quen trách cứ người khác. Họ luôn là những vị cứu tinh tốt bụng nếu bạn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ. Những người cầm tinh tuổi Hợi là người đáng tin tưởng. Họ cũng có niềm tin rất mãnh liệt vào trực giác của mình. Điều này có thể làm cho họ phụ thuộc vào những điều thuộc về tâm linh. Họ khá hào phóng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu, miễn là họ thấy vui. Người tuổi Hợi thường có cơ hội thành công cao trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ chọn, nhưng họ thường không dám đánh cược hoặc thử thách vận mệnh của mình. Họ không bao giờ chơi thủ đoạn hoặc hành động xấu sau lưng người khác. Những gì bạn thấy ở vẻ ngoài cũng là bản chất bên trong của họ. Nhờ lòng quảng đại cao cả của họ luôn mang đến cho họ sự may mắn trong mọi việc họ làm. Hợi là con vật cuối cùng trong 12 con giáp của người Việt Nam, thế nên nó là con vật kiên nhẫn vì nó phải đợi tới lượt mình. Người tuổi Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Mặc dù những người tuổi Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Hợi thường mơ ước được sống một cuộc sống dễ dãi, xa hoa, nhưng những điều đó không nhiều để dành cho tất cả họ. Biết thế nên họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình. Nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm nang phượng vận cho từng người tuổi Hợi theo năm sinh âm lịch sau rằm tháng giêng như sau. Người tuổi Kỷ Hợi 1959. Theo tử vi, sau rằm tháng giêng đem đến nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Kỷ Hợi. Cục diện thổ sinh kim xuất hiện, mang lại cho con giáp này nhiều hy vọng tràn đầy. Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân. Dù trong lòng có đầy giấy những muộn phiền, cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả. Chịu khổ số 2 thì không ai số 1. Kỷ Hợi luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy.
Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng. Không thể phủ nhận rằng bạn rất mạnh mẽ và kiên nhẫn, biết cách kiên trì, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị tốt hơn bằng sự kiên trì của chính mình. Sau ngày rằm tháng giêng, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, Sửu. Người tuổi Tân Hợi 1971 may mắn có nhị hợp giúp đỡ nên Tân Hợi cũng thu về cho mình khá nhiều tiền và thành công trong công việc. Bản mệnh thường thông minh hơn người, đầu óc linh hoạt, giỏi quan sát, làm việc linh hoạt, có chỉ số IQ cao, mưu lược, dù ở trong môi trường nào cũng có thể nổi bật trong cuộc chiến khốc liệt cạnh tranh và trở thành sự tồn tại nổi bật nhất. Tuy nhiên, vì công việc khá nhiều nên bạn có thể cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng những thử thách này cũng là bài tập rèn luyện và trưởng thành cho bạn, khiến bản thân trở nên ngoan cường và tự tin hơn. Tân Hợi là kiểu người kiên trì và mạnh mẽ. Thời gian qua bạn cũng vất vả đủ rồi, hạn tam tai sẽ không cản được vận may lớn của bạn. Tuổi trẻ thì may mắn trong tình duyên, được nhiều quý nhân hỗ trợ và quan tâm, nên cứ những chuyện liên quan tới tình cảm là thuận lợi. Những người sắp phải đi làm xa, xuất ngoại hoặc mở cửa hàng kinh doanh nên thành tâm cầu khấn tổ tiên và nỗ lực ngay từ những bước đầu, thành quả sẽ làm bạn phải bất ngờ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Thân. Người tuổi Quý Hợi 1983, đây là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Quý Hợi tập trung thực hiện hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bạn sẽ được giao phó những phần việc quan trọng, nhờ đó mà khẳng định được vị thế của bản thân. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Quý mệnh chủ tuổi Hợi thân mến, trong cuộc sống có những lúc bạn phải lựa chọn. Khi lựa chọn cũng là lúc bạn phải buông bỏ cái bạn không chọn. Lựa chọn và buông bỏ luôn luôn đi cùng nhau. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Vì vậy hãy tỉnh táo và chấp nhận buông bỏ và thản nhiên đối mặt. Đừng chạy trốn. Đời người giống như một bó hoa tươi. Tinh tế thưởng thức mới có thể thấy được vẻ đẹp của hoa. Dù hoa nhanh tàn nhưng hương thơm còn lại mãi. Đời người giống như ly trà xanh, từ tốn nhâm nhi mới có thể thưởng thức ra hương vị thật sự của nó. Trà xanh dễ nguội nhưng hương thơm vẫn mãi còn phảng phất. Đời người giống như một khúc ca dao, tinh tế lắng nghe mới có thể hiểu được đạo lý trong đó. Ca dao thường ngắn nhưng tình ý miên man bất tận. Đời người có đôi lúc xảy ra rất nhiều chuyện căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Không nên buồn, hãy thản nhiên bước tới đối mặt với mọi chuyện, bởi vì đường đi không phải lúc nào cũng là con đường thẳng. Tuổi Ngọ là con giáp may mắn thứ hai, trúng đậm sau rằm tháng giêng. Được xếp thứ hai trong top 4 con giáp may mắn sau rằm tháng giêng này, người tuổi Ngọ nhìn chung sẽ gặp nhiều may mắn, đặc biệt là về tài lộc và sự nghiệp, cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp họ giải quyết khó khăn. Lục hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ. Bạn đã được trau dồi cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn rất xuất sắc ở mọi khía cạnh. Tất nhiên cuộc đời của người tuổi Ngọ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn cũng có thể gặp vận đen hoặc có thể bị khó khăn cản trở mà lâm vào cảnh buồn phiền. Nhưng những điều đó không thể ngăn cản bạn nằm tốt con giáp phát tài. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ sẽ không bao giờ từ bỏ bản thân, luôn cố gắng vượt qua thử thách và loại bỏ mọi rắc rối. Bạn sẽ không để lại quá nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời và luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho bản thân và gia đình.
Nói cách khác, những người như Ngọ thì dù có vấp ngã, vất vả bao nhiêu, cũng có thể chấp nhận thất bại, chịu đựng được khó khăn để có được vinh quang do thành công mang lại. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Ngọ theo năm sinh âm lịch sau rằm tháng riêng như sau. Người tuổi Bính Ngọ 1966. Tuổi Bính Ngọ có nhiều cơ hội làm giàu sau rằm tháng riêng này. Rất nhiều người tuổi Bính Ngọ có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Thăng quan tiến chức, công việc thành công ngoài mong đợi. Bính Ngọ sẽ có công việc ổn định, lo được cho bản thân mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhưng ai đang vướng vào nợ nần hay phải phụ thuộc thì thời gian tới sẽ dứt ra được, không phải đau đầu, tối về vắt tay lên trán suy nghĩ nữa. Tài vận của người tuổi Bính Ngọ sẽ có một bước tiến dài, tốc độ kiếm tiền sẽ được đẩy nhanh, sự nghiệp thường xuyên gặp trục trặc nhưng vẫn vượt qua. Có chuyện vui xảy ra, đồng thời được quý nhân phù trợ, tiến độ công việc hoàn thành rất nhanh. Cuộc sống vui vẻ làm tâm trạng hưng phấn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh, vàng, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Hợi. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là con giáp may mắn, thần tài mang lại cho Mậu Ngọ hy vọng tràn đầy, bớt vất vả hơn trước rất nhiều. Sau rằm, người tuổi Mậu Ngọ sẽ lên dốc, tuy mệt một chút nhưng bù lại tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm tiền sẽ thành hiện thực. Dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt. Người tuổi Mậu Ngọ thường gây ấn tượng là người lạc quan, có khiếu hài hước, luôn để lại mặt tốt với vẻ ngoài hiền lành và lời nói tốt bụng. Họ chưa bao giờ keo kiệt với những lời hoa mỹ của mình, thích khen ngợi người khác, mang lại nguồn động viên tinh thần cho người khác, nên người ta cũng sẵn lòng chia sẻ thoải mái. Mậu Ngọ đi làm xa vạn dặm bình an, con cháu ăn nên làm ra, thi cử đỗ đạt, hiển hách hơn người. Sức khỏe được cải thiện, yên tâm sống thảnh thơi, đong lấy phú quý mang về nhà. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Người tuổi Canh Ngọ 1990. Những chú ngựa sinh năm 1990 được biết đến là người hòa đồng, thông minh, nhanh nhẹn, được người yêu mến. Bản mệnh là người quảng giao, có nhân duyên tốt, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, nên gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành. Quý nhân luôn ở bên hỗ trợ, nhờ thế mà sau rằm, những người sinh năm Canh Ngọ sẽ cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong vận trình của mình. May mắn nhiều không tưởng, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Công việc tiến triển vượt ngoài mong đợi, bản mệnh gặt hái được vô số thành công, khiến bao người thầm ngưỡng mộ. Nước lên, thuyền lên, tài lộc cũng ùn ùn đổ về nhà. Con giáp này có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, thoải mái để chi tiêu, hưởng thụ cuộc sống cũng như thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình. Con giáp này hãy chuẩn bị lên kế hoạch để xem những điều mình muốn thực hiện nhất là gì, để có thể thỏa mãn những mong mỏi, ước muốn bấy lâu nay. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Quý cô bác và anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, có câu rằng tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Nếu bạn khoan dung, có thể tha thứ rất nhiều chuyện mà vốn không thể tha thứ. Như vậy trong lòng cũng tránh được những muộn phiền. Một người thực sự tu dưỡng có thể dùng tâm từ bi và khoan dung để đi thành tựu người khác, cũng chính là đang thành tựu chính mình. Cuộc sống của ai cũng không thể lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy khi chúng ta không thể thay đổi thực tế thì hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Nếu trong lòng cứ tính toán thì nơi đâu cũng chỉ toàn là những lời oán hận. Nếu trong lòng đã buông bỏ thì lúc nào cũng thanh thản như mùa xuân. Nếu bạn đơn giản, thế giới khó mà trở nên phức tạp. Nếu bạn là ánh mặt trời, người khác khó có thể bị tổn thương. Tuổi Sửu là con giáp may mắn thứ 3, làm ăn thuận buồm xuôi gió, vận may gõ cửa, tiền bạc sủng sỉnh sau rằm tháng riêng này. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu,
nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, các ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi sức mạnh địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại. Họ cũng thường xuyên gặp được những người tốt sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, quý tín chủ đây luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Người tuổi này yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén cập nhật xu hướng mới, sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng an toàn quá lâu mà người tuổi Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Cho nên tuổi trẻ của tuổi Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy. Nhưng nếu tuổi này nắm lòng được nguyên tắc chậm mà chắc, làm đến đâu ăn chắc đến đó thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, nắm năng lực trong tay, họ hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Sửu theo năm sinh âm lịch sau rằm tháng Giêng như sau. Người tuổi Tân Sửu 1961. Trên phương diện tài lộc, người làm ăn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng. Người tuổi Tân Sửu dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Với người làm đầu tư kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu. Về chuyện tình cảm, dù mâu thuẫn, khúc mắc là chuyện khó tránh khỏi, song hai người đang ngày một hiểu cho nhau hơn. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử cho đúng và không vô tình làm tổn thương người bên cạnh mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng đen, quý nhân phù trợ Mão Mùi. Người tuổi Quý Sửu 1973. Quý Sửu có dịch mã nên cũng không phải đau đầu về chuyện công việc quá nhiều. Bạn có thời gian dành cho bản thân hơn. Tuổi này đi ra ngoài nhiều sẽ càng được thần tài giúp đỡ. Vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Làn sóng giàu có này đang ập đến. Sự nghiệp của bạn nhất định sẽ thăng tiến đều đặn. Những người nắm bắt được cơ hội, sau rằm, vận khí liên tục hanh thông, được thần may mắn chiếu cố, sự nghiệp phát triển thuận lợi, tài lộc sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, vận may về đường con cái đặc biệt vượng, điểm số và thành tích của con cái sẽ tiến bộ nhanh chóng. Sự thành tâm của bạn bấy lâu nay đã được trời Phật chứng giám, người sống có tâm thì trời không phụ. Hãy cứ đàng hoàng đi đường của mình, miễn là bạn làm đúng thì chẳng ai có thể lật đổ vận may của bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ hồng, quý nhân phù trợ Ngọ Mùi. Người tuổi Ất Sửu 1985. Người tuổi Ất Sửu được cát tinh soi bóng nên công việc tiến triển khá tốt đẹp. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh nhìn rõ hơn bước đường mình đi cần phải đi. Hơn ai hết, con giáp này hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện bất chấp những khó khăn trước mắt. Trong chuyện làm ăn, mệnh chủ cũng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên nhiều khả năng bạn sẽ kiếm được món lợi lớn bất ngờ. Số dư trong tài khoản cũng tăng lên nhanh chóng. Những xui xẻo trước đó đều đã được giải quyết gọn nhẹ. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều sẽ có được ví tiền rủng rỉnh. Chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng cũng khá bình yên và không có nhiều sóng gió xuất hiện.
Nhờ thế mà cả hai đều có thể an tâm tập trung cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, đôi khi cả hai hãy nhớ dành thời gian để hâm nóng cảm xúc nhé. Đừng để cảm xúc của đôi bên dần trở nên lạnh nhạt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường vàng xám. Quý nhân phù trợ dần ngọ. Người tuổi Đinh Sửu 1997, dù bản mệnh sẽ phải đối diện với thử thách, nhưng đây cũng là lúc để thể hiện rằng mình đủ năng lực để tiến tới một vị trí cao hơn. Hãy chứng tỏ cho mọi người cùng biết khả năng của mình. Hơn nữa, bạn khá chắc chắn trong những quyết định liên quan đến bước đường sự nghiệp của mình. Bạn biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu và có đủ khôn khéo để vượt qua khó khăn thử thách mà đạt được mục tiêu. Hẳn là bạn đạt được điều mình mong muốn sớm thôi. Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn này nên người tuổi Đinh Sửu tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình. Vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy. Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đen trắng. Quý nhân phù trợ Thân Tỵ. Quý cô bác và anh chị tuổi Sửu thân mến, vạn vật trên thế gian có thời, có vận, có thế. Thời tức là thời cơ, có thiên thời mà vận số chưa tới thì cũng khó tránh khỏi thất bại. Vận là sự hòa hợp giữa thiên thời, điển lợi, nhân hòa. Ba thứ này chưa hợp, vận tự nhiên sẽ không luân chuyển. Số mệnh con người cũng vì thế mà gặp nguy. Thế nghĩa là tiềm lực càng lớn, năng lượng càng nhiều. Tiềm lực mạnh thì sức lực của ta chẳng khác nào thác đổ. Ba thứ trên hợp lại mới tạo thành một chữ mệnh. Khổng Tử nói, người không hiểu mệnh không được coi là quân tử. Hiểu mệnh trước nhất là phải biết mệnh của mình, tức là phải biết làm thế nào để lập thân, xử thế trên cõi đời này. Sau đó là phải hiểu được mệnh trời. Sau khi đã trải qua những sâu bể cuộc đời, cảm ngộ được cái đại thiên địa tự nhiên, từ đó thấm nhuần triết lý thuận thiên ứng mệnh. Một người sau khi đã hiểu mệnh, trong lòng tự nhiên sẽ chẳng còn nghi ngờ, có thể thản nhiên đón nhận tất cả. Con giáp may mắn tiếp theo là tuổi Tý, hướng chọn lộc trời đổi đời giàu to. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này, đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Tý rất tốt tính, bộc trực, thành thật, nhưng cử chỉ lời nói của họ lại có phần chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, không bao giờ cho ai cái gì, trừ phi người đó họ thực sự thân thiết. Vì họ rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Người tuổi Tý thông minh, tháo phát, sáng tạo nên có năng lực giải quyết công việc khó, giỏi thích nghi và vượt mọi trở ngại trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó, thách thức bản thân. Công việc càng khó khăn, gian nan thì họ càng kiên trì, tỏa sáng. Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Sau rằm tháng riêng, những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Tý theo năm sinh âm lịch sau rằm tháng riêng như sau. Người tuổi Canh Tý 1960, dưới sự phù trợ của tam hợp và lọt tốt con giáp may mắn sau rằm, đường đời có nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Đa phần các bạn tuổi Canh Tý đều có tính cách hài hước, nhân từ và tốt bụng, quản lý cảm xúc rất giỏi, tâm tính rất hiền lành. Vì thế nên được quý nhân phù hộ, gặp nhiều may mắn, của cải lớn nhỏ đều bay vào nhà. Thời gian này tuổi Canh Tý sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp vượng phát,
ngày càng khởi sắc. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Trong tương lai, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơ hội tạo ra của cải đến vô tận. Gia đạo có được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tử vi mách bạn hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ trong những lĩnh vực mới mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay, làm từ lâu thì thần tài sẽ có cửa thường xuyên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, tím, quý nhân phù trợ Mùi, Dậu. Người tuổi Nhâm Tý 1972. Tử vi khoa học tiết lộ rằng tuổi Nhâm Tý chính là một trong những con giáp may mắn sau rằm tháng riêng này đó. Những hy sinh, những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh giờ sẽ mang về những thành quả rực rỡ. Thành quả có thể xuất hiện ngay tức khắc một lượt, cũng có thể từ từ hiện ra, mang niềm vui kéo dài từ cuối tháng cho con giáp này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui ngay đi nhé. Bản mệnh trước giờ là người có tham vọng, luôn cố gắng để phấn đấu cho mục tiêu đã khẳng định, không ngừng nghỉ dù có mệt nhọc đến đâu. Với những người nỗ lực nhiều đến thế, ông trời cũng sẽ nhìn thấy cả thôi. Những xui xẻo đã lùi xa, đây là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn. Vận khí không tồi, thậm chí càng về cuối tháng lại càng tốt hơn, nên con giáp này làm gì cũng như được trợ lực, thành công ngay trong tầm tay. Khả năng thăng tiến của bản mệnh cũng khá lớn đó, hãy tiếp tục phấn đấu nhé. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xanh ngọc, quý nhân phù trợ Mùi, Dần. Người tuổi Giáp Tý 1984. Đường đời của con giáp này có nhiều yếu tố thuận, làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Đa phần các bạn tuổi Giáp Tý đều thích nói đùa, nhân từ và tốt bụng, quản lý cảm xúc rất giỏi, tâm tính rất hiền lành. Vì thế nên được quý nhân phù hộ, gặp nhiều may mắn, của cải lớn nhỏ đều bay vào nhà. Sau rằm, Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội tài lộc nhân đôi, sự nghiệp vượng phát, ngày càng khởi sắc. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Trong tương lai, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơ hội tạo ra của cải đến vô tận. Gia đạo có được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tử vi sau rằm mách bạn hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ trong những lĩnh vực mới mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu, thì thần tài sẽ có cửa thường xuyên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đỏ vàng, quý nhân phù trợ Sửu, Thân. Người tuổi Bính Tý 1996. Trong số 12 con giáp thì vận số của tuổi Bính Tý có thể nói là xoay chuyển khá nhiều. Dù là tiền bạc, tình cảm hay công việc đều có những bước tiến tích cực mà bản mệnh không thể ngờ được. Thực sự khi may mắn tới cũng chẳng thể tưởng tượng được mình có thể có một ngày ôm bao nhiêu hạnh phúc trong tay. Có bạn thì tập trung nhiều hơn vào công việc hay kiếm tiền thì về cơ bản muốn gì được nấy, cầu tài có tài, cầu lộc đắc lộc, cơ may thăng tiến cũng không ít. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn rồi tuổi Bính Tý sẽ được thỏa mãn mong ước. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là chính bản thân bạn cũng phải có năng lực. May mắn chỉ góp phần dẫn lối cho bạn đi đúng đường, đúng hướng thôi. Những thứ có được quá dễ dàng, chỉ nhờ hết vào may mắn mà bản thân chẳng có chút tài cán gì, thì cũng sớm bay biến mất mà thôi. Muốn may mắn bền lâu thì tự mình phải bồi dưỡng bản thân, tự mang tới may mắn cho mình. Con giáp này vốn có ý chí hơn người, có quyết tâm và lòng kiên định. Thế nên chỉ cần thần may mắn ở bên thì chẳng có đỉnh cao nào mà bạn không thể chinh phục được. Chuyện tình cảm tiến triển khá nhanh, đây là khoảng thời gian ngọt ngào như mật, bạn và người ấy chẳng lúc nào muốn rời xa, có lẽ sẽ sắp có chuyện vui rồi ấy chứ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi. Thưa quý vị đừng bận tâm đến những điều mình không thể thay đổi. Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định, xác định xem điều gì có thể khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc.
nên cho mình một kế hoạch cụ thể và sẵn sàng tận hưởng. Một ngày sống không vui vẻ là một ngày uổng phí, một tâm hồn lạc quan sẽ giúp chữa lành bệnh tật. Hãy nhớ giữ vững tinh thần, ăn uống và rèn luyện lành mạnh, vượt qua mọi trở ngại để sống thọ, sống khỏe với thể lực dồi dào. Trong cuộc sống, hãy bằng lòng với những gì mình có. Đừng quên bạn bè, bởi họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, sống với những nguyên tắc như biết lắng nghe và đừng ngắt lời, nói chuyện đàng hoàng chứ đừng nhạo báng, trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối, tha thứ chứ đừng trách cứ, đã hứa thì không được quên. Hãy nhớ mỗi người chỉ được sống một lần trong đời.